Là quốc gia năng động, hội nhập nhanh chóng vào quá trình toàn cầu hóa, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao trong các lĩnh vực kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Với tiềm lực hiện tại, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển nền kinh tế số. Nắm bắt xu thế đổi mới không ngừng của Việt Nam và thế giới, tỉnh Bình Dương tiếp tục bứt phá để bước sang thời kỳ phát triển thành phố thông minh, nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế, dịch chuyển sang sản xuất công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số. E-Data Center VNTT, trái tim của thành phố thông minh Bình Dương. Song song với đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn chỉnh cải cách thủ tục hành chính, Bình Dương cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, mà cụ thể là E-Data Center do VNTT, thành viên BKMX IDC, đầu tư tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, theo tiêu chuẩn TIA 942, Tier 3. Hệ thống điện hai nguồn từ điện lưới quốc gia và máy phát dự phòng trang bị cấu hình 1+1, hệ thống làm lạnh sử dụng công nghệ INRO, đảm bảo nhiệt độ 22 độ C, độ ẩm 50%. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động bằng khí sạch FM200, không ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường. Tường và cửa DC có khả năng chống cháy liên tục trong 2 giờ. Hệ thống an ninh bên trong E-Data Center có 4 lớp bao gồm bảo vệ, 3 lớp cửa cách, quản lý truy cập bằng vân tay, hệ thống camera giám sát, hệ thống phát hiện vượt rào bằng cảm biến hồng ngoại, luôn thu thập dữ liệu 24/7 suốt 365 ngày và cảnh báo khi có đối tượng bí mật xâm nhập DC. Dựa trên công nghệ cáp quang hiện đại GPON, E-Data Center VNTT đáp ứng một cách tối ưu cho các mục tiêu sau. Một, thiết lập hạ tầng truyền dẫn SD-WAN, đơn giản hóa việc triển khai mạng diện rộng, không bị tác động bởi vị trí phân tán địa lý, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa luồng traffic, đồng thời tiết kiệm chi phí duy trì đường truyền mạng. 2. Phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp. E-Data Center VNTT là đối tác tin tưởng để các doanh nghiệp lựa chọn đặt máy chủ, thuê dịch vụ backup dữ liệu, đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra trơn tru, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng. 3. Chuyển đổi số ngành Logistics. Bằng cách tận dụng công nghệ AI, có thể cung cấp những hiểu biết tốt hơn cho quản lý rủi ro, dự báo nhu cầu, cùng với công nghệ điện toán đám mây và blockchain. Phân cấp dữ liệu bằng cách tăng cường khả năng truy nguyên, tính minh bạch và cung cấp cho người dùng tất cả thông tin về hành trình của một sản phẩm. Sự hỗ trợ của IoT, Internet vạn vật, các cảm biến, đèn hiệu giúp cải thiện quản lý khách hàng và biết về các vấn đề tái diễn tại các điểm tuyến đường cụ thể. Cuối cùng, một thành phố thông minh không thể thiếu sự phát triển của Internet vạn vật IoT. Thành phố thông minh Bình Dương trong tương lai dựa trên nền tảng hạ tầng cơ sở dữ liệu của E-Data Center VNTT sẽ là một đô thị ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông kết nối các cảm biến, mạng không dây tốc độ cao, xử lý dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu như VNPT, Viettel, FPT, Dell EMC, Emerson và tập đoàn NTT East Nhật Bản sẽ mang lại cho khách hàng sự an toàn tuyệt đối, bảo mật, hoạt động liên tục 24/7 suốt 365 ngày và là nền tảng cốt lõi để VNTT đồng hành cùng quý khách hàng trong thời đại công nghệ 4.0.